Với anh là hợp nhau điểm gì nhất cô? Nói chung thì cũng có nhiều cái điểm hợp. Dạ. Tại vì cô thì cũng chưa có già lắm. Mình cũng trẻ hiện đại thì mình lên hát. Cô đẹp, trẻ đẹp, quá trời. Dễ thương, sang trọng, quý phái. Cảm ơn Quyền đó. Coi như là về nấu ăn nè. Mẹ vợ nấu ăn ngon. Không thấy cô tự khen đâu nha, nhưng mà nhiều người nói lắm á. Phải không anh? Phải không? Dạ đúng rồi ạ. Chàng rể về nấu ăn ngon, mẹ mừng quá giao cho con luôn. Đâm ra mẹ cũng hơi lười á. Chứ hả, mà con rể đi làm mà về nó chui vô bếp đấy. Thôi mày làm đi, để mẹ đi lo công chuyện khác. Mà thiệt mẹ cũng bận lắm. Rồi nấu ăn, rồi nhất là cái món lẩu nấu ngon lắm. Vậy là hợp nhau ăn uống rồi hả? Dạ hợp cho ăn uống. Nhà cửa chăm lo, coi như là sáng dậy là con rể quét nhà sạch bóng luôn. Trời dạ. Mẹ nhiều khi còn ẩu hơn nó nữa. Thì chị mới nói là cái thằng này chắc nó giả bộ mấy bữa đầu á. Đúng rồi, đôi ăn thua vậy mấy lúc sau. Tại nói đường dài mới biết sức ngựa. Đúng rồi. Mà đúng là lúc này nó quét nhà hết sạch rồi. Lê Lộc ơi, tại vì nó cũng bận quá. Nó bận quét quá hết sạch rồi. Nó quét ngoài đường đi không ạ? Dạ mỗi khi thì như mẹ nói về buổi sáng lại cái tật của em là quen rồi. Dạ. Sáng cũng vậy là em xúc miệng em cầm cái chổi liền. Em là thấy cái nhà do em chịu không được, em phải lau nhà mới chịu được. Xong rồi phụ mẹ làm việc nhà, chứ mẹ mắc may đồ thì em phải phụ cho cơm nước nấu cho mẹ. Rồi rửa chén, ví dụ như giặt đồ cho mẹ. Mẹ phải đỡ cực hơn chút xíu. Dưới trời giặt quần áo cho mẹ vợ luôn. Dạ. Trời ơi. Để ló ra là nó gom nó giặt quần linh. Mà chị giấu hết trường. Xin chào cô. Dạ chào cô. Xin chào MC Quyền Linh. Xin chào MC Lê Lộc. Dạ, dạ chào cô ạ. Đây là bơ vườn mà hôm qua con gái và con rể tôi leo lên cây hái chọn lọc từ cây và xuống rồi còn chọn lọc thêm lần nữa. Trời bữa nay ăn rất là ngon. Mình ở Đắk Lắk hay là quê của con rể tôi là ở Bà Rịa Vũng Tàu. Ủa Bà Rịa Vũng Tàu một cái bơ luôn hả? Ở Quyền Châu Đức Sà Bang gửi tặng hai MC nha. Cảm ơn cô ạ. Dạ cảm ơn ạ. Không có mình chú ạ. Đó tấm lòng ngưỡng mộ từ lâu tới nay mới được gặp. Dạ cảm ơn cô ạ. Cảm ơn cô với em trai nhiều về món quà này. Xin mời cô ngồi. Xin mời anh ạ. Mời cô giới thiệu về mình ạ. Tôi tên là Trần Thị Thu Vân. Tôi 58 tuổi, đến từ quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là con rể của tôi. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Lê Lộc. Em tên Nguyễn Trung Hữu, năm nay em 37 tuổi. Em đang làm cơ khí tại nhà. Anh làm rể của mẹ được bao nhiêu năm rồi? Dạ em làm rể với mẹ nay được 5 năm. Dạ. Hiện nay em đã có một cháu gái, đã được 4 tuổi ạ. Cái ngày đầu tiên mà cô gặp con rể tương lai này, cô ấn tượng gì với chàng trai này? Lần đầu tiên mà gặp, đúng ra thì tụi nó quen nhau hồi nào tôi không biết. Mà khi mà tôi hỏi thì con quen là bạn con là nơi đâu? Nói mẹ ơi, bạn con là ở Sà Bang á, Sà Bang, Quyền Châu Đức á. Rồi nhà có làm rẫy không con? Nói có mẹ. Nói ôi thôi rồi mẹ sao thành phố mày không chọn, mày chọn rẫy rồi sao mày về mày làm nổi? Để cái trong lòng cũng không vui nữa, sợ con mình nó lấy chồng vậy đó rồi nó cực khổ rồi cái nhan sắc nó bị xấu đi đó. Thì lần đầu tiên khi mà con rể đến nhà là đúng lúc mẹ vợ đang ngồi gói bánh tét đó, thì thấy anh chàng này thì thấy cũng thích á, cũng sáng sủa lanh lẹ rồi giản dị lắm. Vô trong nhà vô mà chào bà nội rồi con chào cô, cái gì cũng nói chuyện được, hỏi lăng xăng luôn. Nhưng mà tôi cũng cảm thấy cũng hơi phật ý. Ủa sao cái người gì mà nó sấn sổ dữ vậy? Rồi cái về cái tôi mới nói với con gái tôi, nói chi ơi mày quen cái thằng này tao thấy cái môi nó dày nó chắc nó nhiều chuyện lắm chi ơi. Nhưng mà nói chung thì nhìn thấy cũng dễ thương. Tuy rằng nói như vậy nhưng mà trong lòng cũng cũng hơi hài lòng một tí. Thấy chưa, tội nghiệp đàn ông chưa? Số đàn ông khổ lắm. Tôi tới nhà bạn gái hay vợ đó mà không nói gì thì nó trời thằng đó sao nó hiền hiền khô mà nó nhát đi, mệt của con trai mà nhát quá. Mà mình giao tiếp rộng thì nó mình xứng sổ. Đàn ông 12 bến nước khổ. Còn không biết anh thì sao à? Cái lần đầu tiên khi mà gặp mẹ vợ tương lai đó, anh cảm thấy như thế nào? Thì lần đầu tiên gặp mẹ tương lai thì nghe vợ nói là mẹ khó lắm. Cái mình mới nói là cho dù khó, khó anh cũng chỉ gặp mẹ mà. Là lúc đó là thấy mẹ, tiếp xúc với mẹ, thấy mẹ vui tính, hòa đồng với con cháu trong gia đình vậy. Mẹ không có gì mà gắt gao với con cháu hết. Dạ. Chỉ khi nào mà làm sai cái gì thì mẹ mới la thôi. Nhưng mà em ở rể vậy, người ta nói là đàn ông ở rể sẽ lời ra tiếng vào rất là nhiều đúng không? Dạ đúng rồi. Khi ở rể là em tại nhà đông chị em. Tại khi mẹ thì với vợ thì có đơn côi có hai người với đứa em thì làm xa thôi. Rồi nói chung thì mình về ở chung với mẹ cho vui với mẹ. Mẹ ở mình thì mẹ cũng tội nghiệp mẹ. Lý do là nhà đơn chiếc. Dạ đúng rồi. À. Còn cô, khi mà anh về làm rể thì cô có hài lòng không cô?
Lúc đầu thì cô nói chung cũng chưa cảm giác nữa. Dạ. Chưa cảm giác tại vì mình cảm thấy giống như là cái anh chàng này vô trong nhà mình rồi cái con mình nó bớt cái sự chăm sóc của mình đi. Cũng hơi ganh tị đó. Ganh tị chút ha. Nhưng mà giỏi lắm, lẹ làng việc nhà, quét cửa sạch sẽ, rồi bếp nước cũng không có từ nan. Coi như là nhờ cái gì là lẹ làng cái đó. Thì từ từ cái cũng thương. Dạ. Nói chung là thành viên của gia đình mình rồi. Chưa, đàn ông là xông xáo là giỏi lắm. Thì đó. Đàn ông chú cũng vậy đi, xông xáo giỏi nấu cơm nước giặt giặt áo, làm đủ thứ hết. Đúng rồi, Quyền Linh. Đó, đàn ông vũ luôn, vợ là không kịp là giặt hết. Dạ. Dễ thương á, giống tính anh cũng vậy đó. Nhưng mà dạ, cũng thiệt tình là nhiều chuyện lắm. Đó. Rảnh cái nói chuyện với bà con ở xung quanh á, thì cũng hỏi thăm á. Vui mà cô. Thì mình nói nhiều chuyện cũng như mình mắng yêu nó vậy đó mà. Nói mày sao mày nhiều chuyện quá. Đúng là giao lưu đó. Dạ. Nhưng mà cô với anh là hợp nhau điểm gì nhất cô? Nói chung thì cũng có nhiều cái điểm hợp. Dạ. Tại vì cô thì cũng chưa có già lắm. Mình cũng trẻ hiện tại thì mình lên hát. Cô đẹp trẻ đẹp rồi. Dễ thương sang trọng quý phái. Cảm ơn Quyền Linh. Coi như là về nấu ăn nè, mẹ vợ nấu ăn ngon. Yeah. Không thấy cô tự khen đâu nha, nhưng mà nhiều người nói lắm á. Phải không anh? Phải không? Dạ đúng rồi ạ. Chàng rể về nấu ăn ngon, mẹ mừng quá giao cho con luôn. Đâm ra mẹ cũng hơi lười á. Yeah. Cứ hả mà con rể đi làm mà về nó chui vô bếp đấy. Ờ thôi mày làm đi, để mẹ đi lo công chuyện khác. Mà thiệt mẹ cũng bận lắm. Rồi nấu ăn, rồi nhất là cái món lẩu. Nấu ngon lắm. Vậy là hợp nhau ăn uống rồi hả? Dạ hợp cho ăn uống. À. Nhà cửa chăm lo, coi như là sáng dậy là con rể quét nhà sạch bóng luôn. Trời dạ. Mẹ nhiều khi còn ẩu hơn nói nữa. Thì chị mới nói là cái thằng này chắc nó giả bộ mấy bữa đầu á. Đúng rồi, ăn thua vậy mấy lúc sau. Tại nó đường dài mới biết sức ngựa. Đúng rồi. Mà đúng là lúc này nó quét nhà hết sạch rồi lên lọ ơi. Tại vì nó cũng bận quá. Nó bận quét quá. Nó quét ngoài đường đi không ạ? Dạ mỗi khi thì như mẹ nói về buổi sáng lại cái tật của em là quen rồi. Dạ. Sáng cũng vậy là em xúc miệng em cầm cái chổi liền. Em là thấy cái nhà do em chịu không được, em phải lau nhà mới chịu được. Xong rồi phụ mẹ làm việc nhà, chứ mẹ mắc may đồ thì em phải phụ cho cơm nước nấu cho mẹ. Ừ. Rồi rửa chén, ví dụ như giặt đồ cho mẹ, cho mẹ phải đỡ cực hơn chút xíu. Dưới trời giặt quần áo cho mẹ vợ luôn. Dạ. Trời để ơi. Để ló ra là nó gom nó giặt Quyền Linh. Mà chị giấu hết trường. Và nó thấy ló là nó giặt. Tại vì thấy con mình nó vất vả quá đi. Dạ. Ló là giặt, ló là giặt. Sợ cho mình giấu đi. Mày giặt đồ mẹ không có sạch. Mày để đi cho mẹ giặt. Nói vậy cho tự ái mà ló ra nó cũng giặt. Rí là giấu gần chết luôn ở Quyền Linh. Trời con rể thương hết sức luôn vậy đó. Cô ơi, cô thấy mình với lại con rể chưa hợp nhau điểm gì không cô? Nếu mà chưa hợp thì cũng có vài điểm đó. Dạ. Tại vì con rể thì ba mươi mấy tuổi rồi mới có đứa con đầu lòng. Yeah. Thì anh chàng cưng con lắm. Yeah. Con mà chưa chào đời là anh chàng đã bảo rằng con tôi nói với vợ, con tôi đánh với tôi không cho ai đánh hết đó. Có cái đó mà nghe vợ nó nói lại là cô phật ý. Ý là nó không muốn mình đánh con đó. Yeah. Tự nhiên phật ý. Cái chị mới nói là vậy thôi, nữa con tụi bay dạy đi, tao khỏi dạy. Giận lẫy ha. Giận lẫy. Em có hay đi chợ mua đồ cho mẹ vợ không? Dạ không, em không có mua đồ cho mẹ vợ, mà em chỉ đưa tiền cho vợ em, rồi vợ em nói giờ em mua cái gì tặng cho mẹ. Chứ cái tính của em rất là bồng bột, em không biết mua gì tặng cho mẹ hết. Nhưng có bao giờ em tự mua cho mẹ không? Dạ có một lần thì em mua cho mẹ tặng cho, tại cái đem lên nhà trước khi em làm để nhà, em thấy cái ổ khóa nhà mình nó bị muốn hư đi. Em mua một cái ổ khóa em tặng cho mẹ, để khóa cửa cẩn thận đi đâu mà sợ ăn trộm vô nhà lấy đồ của mình sợ, hết. Sợ lấy đồ của nó. Nhưng mà con quên rồi đó. Con có mua cho mẹ mấy lúc mà về ngoài nhà ở ngoài Bà Rịa Vũng Tàu á, vô ghé bánh bao Quỳnh Mai. Dạ. Mua bánh bao cho mẹ, bánh bao đặc biệt là hai trứng vịt muối bự vậy nè, đem vô tưởng sao mẹ không có ăn. Ủa sao vậy mẹ? Bao thành đó mẹ. Ngày mẹ ăn chay. Trời. Mà chuyên gia mấy lần giống như vậy rồi. Ngày mẹ ăn chay rồi bùi, nhưng mà sự chăm sóc có cái nào mua quần áo cho mẹ không? Dạ không, em không mua quần áo cho mẹ được. Nhưng mà thường á là mẹ chồng hay mua quần áo tặng con dâu lắm. Không biết mẹ vợ có mua quần áo tặng con rể không ta? Thì có lần á thì cô mua thấy trên Lazada nó bán, nó sale đồ lót. Thì mua mình lố, con gái lố. Thì con gái rồi con rể mình bỏ chai. Mua con rể lố luôn. Con gái bên ta thảy ra nè, mẹ vợ mua cho nó. Nó đi, trời ơi, mẹ vợ thương anh quá ha em. Thấy thương không hả? Mẹ vợ mua đồ lót cho con rể luôn hả? Ôi. Thì nói như con mình thôi. Đúng rồi, anh thấy rằng là hai người gần như rất là hiểu nhau. Dạ. Hợp nhau nữa. Nhưng mà càng yêu thương nhau á, đôi khi nó dễ bị sốc nhau nếu có một cái điều gì đó mà chúng ta hiểu lầm nhau. Có bao giờ nó xảy ra chưa?
Cũng có Quyền Linh. Nói chung thì chị nghĩ rằng sống trong gia đình thì chắc ai cũng vậy. Thì có khi hai vợ chồng cũng cãi vã nhau. Con gái chị nhiều khi nó cũng chứng lắm. Thì anh này mới nói là nếu mà nói không nghe thì đánh. Chừng đó cô mới nói là không có được đâu nha con. Bây giờ á, vợ chồng có gì thì bảo với nhau. Nếu mà đánh vợ thì cũng là vi phạm pháp luật đó. Rồi anh chàng nghe cũng dạ dạ ừ ừ. Bọn không biết mấy ngày sau nghe ai nói gì cũng biết. Mẹ vậy thôi, mẹ làm luật sư đi mẹ. Mẹ đừng làm thợ may nữa. Thôi chị nghe cái chị cũng buồn ý sao nó nói vậy ta. Nhưng mà cái thằng này phải nói là con rể của chị nó rất là mộc mạc. Nghĩ sao là nói như vậy. Cái bản chất nó như vậy. Cho nên lúc đó giận, giận lắm luôn. Nói là không có thèm nói tới tụi bay nữa. Đó, nhưng mà cuối cùng thì mình cũng đâu có giận được, làm cha mẹ mà. À, rồi con nó xin lỗi rồi cũng thôi. Bây giờ thì để xem coi vợ của em nói điều gì nha. Chào mẹ. Được biết mẹ với chồng con tham gia cái chương trình Mẹ và Chàng Rể, con cũng vui lắm. Cái đó là điều đó gắn kết giữa mẹ với lại chồng của con. Hiểu nhau hơn, bỏ qua mọi cái gút mắt. Mẹ ơi, trong cuộc sống là lúc con khó khăn, bế tắc, mẹ luôn ở bên con. Rồi từ nhỏ đến giờ là cái gì cũng vậy hết á, cái gì cũng có mẹ với con hết. Thì cái điều đó là con có một ngày con đáp đền được hết. Rồi đến khi mà con lập gia đình á, nhiều khi vợ chồng của con nói những cái lời mà làm cho mẹ buồn lòng. Con xin lỗi mẹ, mẹ bỏ qua cho vợ chồng con, tại bản tính trẻ con của tụi con quá. Chồng ơi, mẹ thì cái gì cũng muốn cái điều tốt đẹp nhất cho vợ chồng mình. Từ khi mà có con bé ra đời á, thì nói chung giữa mẹ với anh á, mẹ thì thương con bé, lo cho con bé, nhưng mà có nhiều cái anh cũng không có hiểu ý của mẹ, cho nên anh cũng buồn trách mẹ. Chứ mẹ thì không có gì đâu, cái gì tốt đẹp nhất thì mẹ đều dành cho vợ chồng mình hết. Cho nên qua chương trình này á, em cũng mong anh á, là đối với mẹ thương yêu mẹ hơn, dành cái tình cảm tôn trọng mẹ, dành tình cảm lâu bền nhất cho mẹ, dành cái tình cảm tốt đẹp nhất, thương yêu nhất cho cái gia đình nhỏ của hai đứa mình nha. Khi mà bà xã nói vậy thì em cảm nhận thế nào? Tại nhiều khi mà tụi em muốn cãi lộn với nhau thì em không muốn cho mẹ nó nghe. Em nói muốn cái gì hai chồng mình bảo ban, cô trong buồn, cô trong phòng, anh em mình, vợ chồng mình sẽ tâm sự với nhau nghe. Chứ đừng có để cho mẹ nghe là mẹ sẽ buồn, mẹ sẽ la tụi mình. Rồi cái vấn đề mà em chưa hiểu mẹ nhiều hơn thì sao? Chưa hiểu mẹ nhiều hơn tại vì khi mẹ làm công việc thì mình chưa hiểu được. Thì mẹ mình không dám hỏi mẹ, hỏi mẹ chờ mẹ la này kia là mình không thấy mẹ hài lòng cho mẹ. Hôm nay cô có muốn con rể của mình thay đổi điều gì không? Được tham gia chương trình này thì tôi rất là cảm ơn ban tổ chức đã làm cho những cái thành viên trong gia đình tôi nó gắn kết lại với nhau. Và đối với con thì mẹ mong rằng cái thứ nhất là bản tính con cũng còn hơi nóng nảy, thì mẹ mong rằng con cũng giảm bớt cái tính nóng. Chứ thật sự con là chàng rể tuyệt vời của mẹ rồi. Nhưng mà cũng không phải vì vậy mà ý y đâu nha con. Con phải yêu thương gia đình, chăm sóc vợ con, và cái nữa là chí thú làm ăn để có một cái sự nghiệp nó sung túc về sau. Dạ. Nó vậy thôi. Anh có mong muốn mẹ điều gì không? Không, mẹ là một người mẹ rất là tuyệt vời. Mẹ rất sống con cái hòa đồng, thương yêu con cháu hết mình. Mẹ không bao giờ bỏ ra ai, mà mẹ lo cho từng con đứa con từng ly từng chút. Mọi thứ mà nhỏ nhặt mẹ cũng phải lo cho tụi con. Thì con rất là cảm ơn mẹ rất là nhiều. Tuyệt vời đấy. Chứ một người mẹ vợ như thế cũng dạ. Cũng hiếm ha. Cảm ơn cô với em tham gia chương trình ngày hôm nay. Chúc dạ. cho mối thương duyên giữa mẹ và con rể mãi mãi được gắn kết thế này ha. Hôm nay thì con rể có một món quà gửi tặng cho cô. Hôm nay những ngày mẹ chồng nàng dâu cũng xin gửi cho mẹ đúng không? Vợ chàng rể hết con ha. Rồi mẹ cảm ơn con. Dễ thương quá. Hôm nay thì chương trình cũng có món quà gửi tặng gia đình. Chúc gia đình mãi mãi hạnh phúc, bình an và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Nhớ những cái kỷ niệm mình nhớ có gặp Quyền Linh với Lê Lộc nha. Xin cảm ơn Quyền Linh. Dạ, con cũng xin thay mặt chương trình gửi tặng cô và anh một ít quà. Đây là Ala Bio với thành phần 5 Ala, được chứng nhận lâm sàng về hiệu quả tăng cường chuyển hóa đường thành năng lượng, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Còn đây là một năm sử dụng nước giặt xả đậm đặc thế hệ mới 6-1 Care For. Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan bởi công ty THT Việt Nam. Care For gắn kết yêu thương, hương thơm còn mãi. Và còn một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng của thương hiệu Akino của công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Cảm ơn cô và anh đã đến tham gia chương trình ạ. Cảm ơn cô.